À, xin chào tất cả anh chị em. Và hôm nay thì Linh muốn chia sẻ với chúng ta đó là về cái khóa học Rich People Business. Thì cái khóa học này đó thì chúng ta sẽ diễn ra trong 3 ngày, đó là chúng ta học tập trung liên tục. Và sau đó thì chúng ta có thêm đó là 1 tháng để chúng ta được coach và chúng ta kèm cho đến khi nào mà chúng ta ra kết quả, đó là chúng ta bán ra có lãi. Vậy thì cái nội dung mà khóa học này chúng ta học đó là gì? Ví dụ như trước đây là chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta kinh doanh online là bằng việc mà chúng ta set quảng cáo, chúng ta chạy quảng cáo là chúng ta xong. Nhưng thực tế đó là khi mà mọi người áp dụng như vậy đó thì phần lớn đó là thất bại. Bởi vì sao? Thực ra online nó chỉ là một cái phương tiện. Ngày xưa thì người ta kinh doanh bằng offline thì bây giờ đó là online. Vậy thì một người kinh doanh online để mà thành công đó thì cái đầu tiên đó là người ta hiểu về cái nguyên lý hoạt động của marketing. Thì trong cái buổi đầu tiên trong 3 ngày này thì tôi sẽ chia sẻ chúng ta về những cái chiến lược về marketing, chúng ta hiểu về cái nguyên lý hoạt động của marketing và chúng ta cần phải nắm bắt được là trong mỗi một cái phân khúc thị trường khác nhau thì chúng ta cần phải có chiến lược về marketing khác nhau. Vậy nên trong cái ngày đầu tiên tôi sẽ cho chúng ta hiểu được cái tổng quan về việc mà chúng ta làm marketing và làm thế nào để cho khách hàng người ta khát khao mua hàng của chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ cần có sản phẩm chúng ta post lên, chúng ta viết một cái bài và chúng ta gửi đi và khách hàng người ta mua. Thực tế thì phần lớn chúng ta chạy theo cách đó thì nó không có hiệu quả. Và trong cái lớp học này thì Linh sẽ giúp chúng ta bóc tách được cái làm thế nào để chúng ta nêu bật được cái sản phẩm của chúng ta. Cái thứ hai đó là với một sản phẩm khác nhau, với một cái ngách tác dụng khác nhau thì nó có một cái đối tượng tiêu dùng khác nhau. Thì trong cái buổi đầu tiên Linh sẽ phân tích cho chúng ta dựa trên những cái case study và dựa trên cái sản phẩm của anh chị mà chúng ta mang đến và chúng ta học đó, thì Linh sẽ phân tích và hỗ trợ và hướng dẫn chúng ta cái cách mà chúng ta với cái sản phẩm của anh chị thì chúng ta sẽ phân tích và bán cho cái thị trường nào, cho cái đối tượng khách hàng nào, và với mỗi đối tượng khách hàng đó thì làm sao để chúng ta tìm ra được cái insight của đối tượng người tiêu dùng, chúng ta tìm ra được cái điểm gọi là điểm huyệt của cái đối tượng khách hàng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta dùng cái điểm đặc trưng của sản phẩm chúng ta đó và chúng ta đánh vào đúng cái điểm huyệt của khách hàng, thì lúc đó khách hàng người ta đọc bài quảng cáo chúng ta và người ta quyết định người ta mua hàng. Và sau đó đến buổi chiều đó thì chúng ta sẽ học về cái nội dung, đó là viết về nội dung quảng cáo. Và khi mà để chúng ta làm được cái nội dung quảng cáo đó thì trước đó buổi sáng là chúng ta đã có thêm học thêm, đó là một cái phần đó là về lên cái một cái plan về kinh doanh, một cái plan về marketing để chúng ta làm sao chúng ta bỏ ra số tiền, ví dụ chúng ta bỏ ra 1 triệu đồng thì số tiền chúng ta thu về đó là phải từ 3 triệu hay là 5 triệu đồng. Có là chúng ta bỏ marketing nó không phải là chi phí mà đó là đầu tư. Đó là đầu tư chứ không phải là chi phí. Nên chúng ta thấy những cái công ty lớn, những công ty thành công đó, người ta chi rất nhiều cái tiền về marketing. Và nhiều người hỏi rằng là tiền tại sao người ta bỏ ra được nhiều như vậy? Bởi vì người ta có một cái bí mật, đó là số tiền bỏ ra thì số tiền người ta thu về đó là bao nhiêu. Ví dụ như người ta bỏ ra 1 tỷ đồng thì người ta thu về đó là 2 hay 3 tỷ đồng. Thì người ta bỏ ra rất nhiều tiền về marketing bởi vì người ta thu được về nó nhiều hơn. Vậy thì marketing nó là một sự đầu tư chứ không phải là chi phí. Vậy làm sao để chúng ta kiểm soát được cái tiền đầu tư chúng ta bỏ ra và chúng ta thu về? Và với kinh doanh online thì chúng ta kiểm soát được ngay từ khi chúng ta bỏ ra 500 ngàn đồng hay là 1 triệu đồng thì chúng ta đã kiểm soát được ra là cái phần lãi của chúng ta là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta có một cái công cụ, có một cái kế hoạch để chúng ta làm về điều đó. Thì trong buổi sáng của ngày thứ nhất thì tôi sẽ giúp chúng ta sở hữu cái công cụ đó. Sau đó buổi chiều thì chúng ta học về viết nội dung quảng cáo. Và vậy thì làm thế nào để chúng ta lên được cái nội dung về quảng cáo thì chúng ta sẽ được học về chiến lược viết nội dung. Và chúng ta làm cái nội dung đó mà khách hàng khi người ta đọc cái nội dung của chúng ta là người ta muốn mua sản phẩm của chúng ta. Bởi vì cái cách mà chúng ta bán hàng hay nhất đó là chúng ta phải làm cho khách hàng người ta khát khao, người ta mong muốn được mua cái sản phẩm của chúng ta. Thì đó là buổi chiều chúng ta sẽ học về nội dung. Và khi chúng ta đã tạo ra một cái nội dung rất hay rồi, một nội dung rất thu hút rồi, thì một điều quan trọng đó là chúng ta phải gửi cái thông điệp của chúng ta, gửi cái nội dung quảng cáo chúng ta đến đúng đối tượng khách hàng mà họ đang cần cái có nhu cầu đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng về công cụ Facebook, đó là chúng ta set quảng cáo, chúng ta chạy quảng cáo. Thì đó là buổi tối của ngày thứ nhất chúng ta sẽ học về phần này. Và sau đó sang của buổi sáng ngày thứ hai thì khi mà chúng ta thực hiện cái chiến dịch quảng cáo đầu tiên ấy, thì có những cái chiến dịch thì nó rất là hiệu quả, nhưng có những chiến dịch thì chúng ta không hiệu quả. Vậy thì từ đó chúng ta mới bóc tách ra nguyên nhân vì sao cái chiến dịch này nó thành công. Và với chiến dịch này nó đã thành công thì chúng ta cần phải làm nó bước tiếp, làm như thế nào để chúng ta nhân lên, để chúng ta nhân bản lên và chúng ta tăng cái quy mô lên. Còn nếu mà chúng ta không hiệu quả thì chúng ta cần đọc về các chỉ số trong quảng cáo để chúng ta biết cần phải tinh chỉnh cái gì, cần phải chỉnh sửa cái gì để chúng ta làm lại một cái chiến dịch quảng cáo khác để nó thành công và hiệu quả hơn. Thì đó là ở cái ngày thứ hai. Và sau đó đến buổi chiều đó thì khi mà chúng ta đã bắt đầu có những số điện thoại đầu tiên của khách hàng, người ta để lại số điện thoại ngay tại lớp học luôn đấy các bạn. Thế sau đó chúng ta sẽ học về kịch bản về telesale và chăm sóc khách hàng.
Bởi vì cái quan trọng để mà chúng ta gia tăng cái lợi nhuận, gia tăng được doanh thu của chúng ta, đó là chúng ta phải làm cho khách hàng người ta mua hàng lại của chúng ta. Bởi vì khách hàng mua lần đầu thì chúng ta, ví dụ như để có một khách hàng đầu tiên, chúng ta mất 100 ngàn tiền quảng cáo. Vậy thì khách hàng mua lại lần thứ hai thì chúng ta không tốn thêm tiền chi phí quảng cáo. Vậy thì làm cái chiến lược và cái cách thức làm thế nào để chúng ta chăm sóc cho những khách hàng người ta đã mua rồi, người ta quay lại mua của chúng ta. Và cái đơn hàng, giá trị đơn hàng của chúng ta, thay vì nó chỉ có 3 triệu đồng hay là 4 triệu đồng một đơn hàng, thì tôi sẽ chỉ chúng ta về một cái kịch bản bán hàng là sao để chúng ta bán một cái đơn hàng là 10 triệu, 15 triệu và thậm chí là 20 triệu đồng cho một cái đơn hàng như vậy. Vậy thì đó là trong khóa học này chúng ta sẽ học về cái đó. Và đến ngày thứ 3, khi mà chúng ta đã viết được quảng cáo rồi, chúng ta đã bán được hàng rồi, chúng ta đã có lợi nhuận rồi, vậy thì làm sao để chúng ta đóng gói nó thành một cái quy trình, chúng ta thuê nhân viên ra sao, rồi chúng ta lãnh đạo cái đội nhóm của chúng ta ra sao. Và khi chúng ta đã tạo ra một cái mô hình rồi, chúng ta nhân bản nó ra với đất nước Việt Nam, hay là chúng ta vươn ra với thế giới thông qua những cái nền tảng, thông qua cái platform nó như thế nào, thì trong khóa học này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta, nó nằm ở ngày thứ 3. Ok. Và ngày thứ ba thì tôi sẽ tập trung vào những cái chiến lược là sao để chúng ta phát triển thị trường kinh doanh của chúng ta ra với thị trường quốc tế. Bởi vì Internet đó là một cái platform, là một cái nền tảng mà giúp chúng ta vươn tầm ra với thế giới, chứ chúng ta không chỉ đơn thuần là bán ở tại thành phố Hồ Chí Minh, hay không chỉ đơn thuần là chúng ta bán ở Việt Nam, mà chúng ta có một cái thế giới phẳng nên chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh ở bất kỳ nơi đâu. Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta đi định cư hoặc là chúng ta đi du học chẳng hạn, thì chúng ta ở nơi nước ngoài chúng ta vẫn có thể kinh doanh được thông qua đó là nền tảng về platform, đó là về kinh doanh online. Thì trong cái ngày thứ 3 thì tôi sẽ hướng dẫn và phân tích cho chúng ta rất kỹ về cái điều này. Và sau đó khi mà chúng ta học xong, chúng ta đã biết về các bước để chúng ta làm rồi, nhưng để mà chúng ta thuần thục và để đảm bảo tất cả 100% học viên mà đến học với tôi đều có được hiệu quả, bởi vì nếu bạn học xong mà không hiệu quả đấy thì tôi sẽ mất uy tín, nên để đảm bảo chúng ta chắc chắn có được sự hiệu quả đấy, thì tôi sẽ có thêm đó là một tháng hỗ trợ liên tục. Có là bạn sẽ đến tại văn phòng của chúng tôi, bạn sẽ coi mọi người đang viết quảng cáo, chạy quảng cáo, rồi sale, rồi chăm sóc hàng. Có là bạn được trải nghiệm trên môi trường thực tế, thấy mô hình mà chúng ta kinh doanh, và sau đó bạn viết bài, bạn chạy quảng cáo, rồi bạn sale, bạn chăm sóc hàng, và chúng tôi sẽ xem những cái mẫu của bạn và bắt đầu chúng tôi sẽ chỉnh sửa, làm đi làm lại, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại cho đến khi nào bạn kinh doanh thành công thì thôi. Và khi mà bạn đã có nền tảng vững chắc, bạn đã có một hiểu về nguyên lý và bạn tập luyện đã thuần thục rồi, thì bạn bắt đầu bước ra ngoài và bạn có thể kinh doanh đó. Và nếu như bạn nào mà chúng ta chưa có sản phẩm, chúng ta chưa có công ty, thì bạn vẫn có thể hợp tác cùng với chúng tôi. Và những cái chương trình huấn luyện thì với mục đích lớn nhất đó là tôi muốn kết nối tất cả anh em mà những người mà chúng ta kinh doanh, chúng ta gặp nhau, chúng ta có thể kinh doanh và chúng ta phối hợp và chúng ta làm ăn với nhau phía sau cái khóa học. Nên là cái học phí của lớp học này đó là 3 ngày học tại trực tiếp tại văn phòng, tại lớp học, và sau đó chúng ta có 1 tháng để hỗ trợ kèm cho đến khi nào mà chúng ta thành công. Thì cái học phí của lớp học này đó là 10 triệu đồng đó. Thì đây là một cái mà lớp học này tôi làm không có đông, mà tôi chỉ làm cái số lượng, bởi vì tôi cần tập trung vào đó là cái chất lượng, đó là kết quả của chúng ta đầu ra. Nên là chúng ta học, chúng ta theo sát, chúng ta bám sát cho đến khi nào mà chúng ta kết quả. Trừ khi bạn bỏ cuộc thì chúng tôi không thể giúp được. Nhưng nếu bạn vẫn còn tiếp tục, bạn vẫn còn nỗ lực, thì chúng ta chăm sóc và chúng ta theo sát để giúp cho bạn có được kết quả thôi. Và một cái điều đặc biệt đó là gì? Tất cả những cái chương trình huấn luyện của tôi đều với mong muốn đó là trao giá trị cho cộng đồng. Nên là khi mà chúng ta đăng ký cái khóa học của ngày hôm nay, thì tôi sẽ tặng cho chúng ta một cái khóa học, thêm hai cái khóa học, đó là một cái khóa học là về leadership training. Thì cái leadership training ấy, đó là một cái khóa học để giúp chúng ta phát triển về kỹ năng lãnh đạo. Bởi vì khi mà cái lớp Rich People Business mà chúng ta đã học được về bán hàng rồi, chúng ta đã có được khách hàng rồi, chúng ta đã biết cách tạo ra đội nhóm rồi, nhưng làm sao để chúng ta dẫn dắt và lãnh đạo đội nhóm, thì cái leadership training này tôi sẽ giúp cho bạn làm được cái điều này. Và hai nữa là khi chúng ta kinh doanh thì chúng ta cũng có những cái rụt rè, chúng ta có những cái nỗi sợ bên trong con người mình, thì cái leadership training nó sẽ giúp bạn đánh bật ra những điều đó và bạn bứt phá tất cả mọi giới hạn và đạt đến được những cái thành công. Và để giúp chúng ta hiểu hơn về cái leadership training này thì tôi cũng có một cái bộ video, đó là 30 ngày hoàn thiện và phát triển bản thân mình, và tôi tặng nó bạn là hoàn toàn miễn phí nếu chúng ta share cái video này về tường cá nhân của mình để cho một người nào đó biết đến về cái video này, thì tôi sẽ tặng chúng ta đó là cái bộ video đó hoàn toàn miễn phí. Và kèm theo đó là cái khóa học này thì chúng ta sẽ học 3 ngày 2 đêm. 3 ngày 2 đêm thì xe chúng ta sẽ đưa từ thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta xuống dưới một cái khu du lịch sinh thái Cao Minh ở Đồng Nai, và sau đó chúng ta ăn ở trong đó luôn. Có là tôi sẽ tặng cái khóa này là chúng ta gồm ăn ở và đi lại luôn nhé bạn, là hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần chuẩn bị quần áo và bạn đến đây, cái điểm đón ở xe đó là 30 đường Nguyễn Cửu Vân. Thì lúc mà chúng ta đăng ký khóa học thì tôi sẽ gửi cho chúng ta những thông tin đó, và xe sẽ đưa bạn đến khu du lịch Cao Minh Đồng Nai và chúng ta học 3 ngày 2 đêm và ăn ở tại đó. Xong rồi học xong chúng ta sẽ được xe trở về, và chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta tự về nhà của chúng ta. Ok.
Và đó là cái khóa đầu tiên mà chúng ta sẽ được tặng miễn phí. Và một cái khóa học rất đặc biệt mà tôi sẽ dành tặng cho chúng ta trong lần này, đó là những người mà chúng ta đăng ký khóa học ngày hôm nay nhá, thì chúng ta sẽ được tặng một cái khóa học, đó là Đại học Triệu Phú của người thầy đặc biệt của tôi. Đó là người đã huấn luyện tôi, đã làm giúp cho công việc kinh doanh của tôi tăng trưởng lên gấp 2, gấp 3, và công việc kinh doanh của tôi vươn tầm ra về thế giới. Đó chính là người thầy Alan Agao. Và thầy Alan Agao là một người chỉ có một chân và một tay. Thầy chỉ có một chân một tay, nhưng thầy đã kiếm được hơn 20 triệu đô la từ công việc đó là kinh doanh con Jojo. Con Jojo, con quay quay mà trẻ con hay chơi đó. Thì các bạn có thể search trên Google và người thầy Alan Agao, là chúng ta sẽ thấy là ở trên báo VN Express cũng có đưa tin về thầy. Đó là một cái người kinh doanh rất là thành công. Và sau đó thầy đã bắt đầu ứng dụng Internet, kinh doanh thông qua những cái nền tảng về platform, và thầy cũng kiếm được thêm gần 20 triệu đô la, có là hơn 10 triệu, gần 20 triệu đô la từ việc mà kinh doanh thông qua online. Và thầy là một cái người đã dạy cho tôi rất nhiều về cái kỹ năng về lãnh đạo. Và năm vừa rồi đó thì thầy đã tạo ra hơn 30 người triệu phú. Và năm nay, đó là tháng 8 này, thầy sẽ về tại Việt Nam và sẽ có 3 ngày huấn luyện tại một cái khu resort 4 sao ở tại Phan Thiết. Các bạn tính đi, nếu mà chúng ta ở resort ở tại Phan Thiết á, là 3 ngày 2 đêm, thì chúng ta đã thấy chi phí nó rất nhiều. Và cái chương trình này chúng ta đến đó, chúng ta được học miễn phí, chúng ta ăn ở đi lại miễn phí luôn. Và xe sẽ chở chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tới Phan Thiết, và sau đó xe chở chúng ta đưa về. Và 3 ngày chúng ta ở đó miễn phí, ăn miễn phí và chúng ta học miễn phí. Thì đó là trong 3 ngày 2 đêm chúng ta đến với cái Đại học Triệu Phú của thầy Alan Agao. Vậy thì chúng ta đăng ký Rich People Business là học phí 10 triệu đồng, nhưng chúng ta được tặng đến 2 khóa. Và đây thì là duy nhất trường hợp đặc biệt trong tháng này thôi nha các bạn, nên chúng ta cần phải đăng ký ngay bây giờ thì chúng ta mới có được cái suất này. Và số lượng chúng ta chỉ có tối đa đó là 50 người, nên chúng ta sớm muộn gì chúng ta cũng đi học, nên chúng ta hãy đăng ký ngay bây giờ thì lúc đó chúng ta mới có ưu đãi. Và cảm ơn tất cả bạn chúng ta đã theo dõi về cái video của tôi. Và hãy để lại tên và số điện thoại để bộ phận của chúng tôi, trợ lý của tôi sẽ gọi điện và tư vấn cho chúng ta và chúng ta đăng ký. Và bên dưới cái link này cũng có số tài khoản để chúng ta chuyển khoản vào luôn. Và chúng ta hãy chuyển khoản với nội dung họ tên, số điện thoại và ghi combo. Ok, là chúng ta được tặng thêm 2 khóa nha các bạn. Và hãy cảm ơn bạn đã xem cái video của tôi trên kênh YouTube Lee Robert. Và chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và ủng hộ kênh của tôi, và để chúng ta nhận được những video giá trị mà trong thời gian tới tôi sẽ thường xuyên chia sẻ và giúp cho chúng ta tiếp cận được những cái kiến thức mới trong cái kênh của tôi. Và chúng ta hãy nhớ là bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông và share cái video này cho những người bạn.